Chào anh em nhé, hôm nay mình lên chậu cho anh em xem cái bộ thân ba một chồng hai vợ rất tham lam. Đấy, bộ thân ba mình lên chậu hôm nay bắt đầu lên chậu nhé anh em nhé. Đó, anh em thấy chưa, quan sát chưa, cái này là hoàn toàn tự nhiên. Hiếm có khi có cái thế này. Nói chung là cái thế này ít gặp lắm anh em ạ. Đó. Đây nha, nó quấn chặt vào nhau rồi. Nó hoàn toàn đã quấn, nó đã quấn chặt vào nhau rồi. Nó không phải là mình tạo tự nhiên là nhân tạo, mà đây là do thiên nhiên đã tạo như này rồi. Đó. Thì anh em đợi nha. Ngày hôm nó lên rồi là xem kết quả nhé. Đó. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video.